Trước khi di chuyển đến Oman, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã quyết định điều chuyển 2 cầu thủ trong số 5 cầu thủ thuộc lứa tuổi U22 sang đội tuyển U22 Việt Nam, hiện cũng đang có mặt tại UAE để tập huấn chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á năm 2022. Đó là tiền vệ Lê Văn Xuân và hậu vệ Nguyễn Thanh Bình. 3 cầu thủ còn lại gồm tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh và thủ môn Nguyễn Văn Toản sẽ gia nhập đội tuyển U22 sau khi kết thúc trận đấu với đội tuyển Oman. Trong ngày lưu trú cuối cùng tại UAE, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã chia các cầu thủ thành hai nhóm. Nhóm các cầu thủ đá chính ở trận gặp đội tuyển Trung Quốc ở lại khách sạn để tập phục hồi. Nhóm các cầu thủ dự bị ra sân rèn giũa thêm các bài tập chiến thuật dưới sự hướng dẫn của trợ lý Lee Jung-jin. Đội tuyển Việt Nam sẽ có quỹ thời gian 3 ngày với 3 buổi tập tại Muscat để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển của nước chủ nhà. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ giờ địa phương ngày 12 tháng 10, tức 23 giờ giờ Việt Nam, trên sân vận động Sultan Qaboos,